Gajiro vô tình gây ra tai nạn thảm khốc khiến 4 người thiệt mạng, nhưng linh hồn của họ đã quay về và ám ảnh anh. Tôi rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra, nên tôi xin các người hãy biến đi đi. Tôi nghĩ nhiệm vụ của anh là thực hiện mong ước của chúng tôi. Anh sẽ phải làm gì để thoát khỏi những con ma phiền phức này? Cùng đón xem trong bộ phim Nhật Bản Những Linh Hồn Vương Vấn trên kênh Red by HBO.